Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với kênh của chúng tôi. Đừng quên bấm đăng ký cũng như bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn nhé. Và sau đây sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Khi yêu nhau, người ta thường trở nên mù quáng, nghĩ rằng hy sinh đánh đổi tất cả vì tình yêu và để sống cùng người mình yêu là điều đúng đắn nhất. Thế nhưng, sẽ ra sao nếu một người từng vì tình yêu mà từ bỏ tất cả, bỗng nhiên phát hiện ra con đường mình đã lựa chọn là một sai lầm? Một bi kịch đau đớn như vậy đã xảy ra cách đây gần 12 năm tại Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc. Cùng với sự phát triển của mạng xã hội, nhiều cặp đôi đã tìm được một nửa của cuộc đời thông qua những cuộc trò chuyện trên Internet. Chị Trương và anh Đường cũng vậy, họ vô tình quen biết qua mạng, nói chuyện lâu dần, bỗng nảy sinh tình cảm và trở thành người yêu. Chị Trương quê ở Vân Nam, cũng vì tình yêu này, chị quyết định từ bỏ công việc và quê nhà để đến Thâm Quyến kết hôn với người mình yêu. Tưởng đâu đó sẽ là một cuộc sống hạnh phúc ấm áp, nhưng chẳng ngờ thứ chờ đợi chị ở nơi đất khách quê người lại là một kết cục bi thảm. Một ngày giữa tháng 3 năm 2010, chồng chị Trương kinh hoàng gọi điện đến đồn cảnh sát báo tin vợ anh đã chết bất đắc kỳ tử ngay tại nhà. Khi cảnh sát đến hiện trường, anh Đường vẫn đang gục xuống khóc tức tưởi, chìm đắm vào nỗi đau mất vợ đột ngột. Thời điểm đó, cặp đôi chỉ vừa kết hôn được 2 tháng, chưa kịp tận hưởng hết sự ngọt ngào của cuộc sống vợ chồng thì đã bị sinh tử chia cắt. Nhìn cảnh tượng đau đớn của người chồng, ai cũng xúc động không kìm được nước mắt. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra với chị Trương? Theo lời khai của Đường, buổi chiều hôm xảy ra sự việc, anh dự định đưa vợ đi xem phim nhưng cô bất cẩn té trong phòng tắm. Nghe tiếng động mạnh, Đường vội vàng chạy vào kiểm tra, thấy vợ bị té đập đầu nên đã dìu vợ vào phòng nghỉ ngơi. Anh nói rằng té xong vợ than đau đầu nên cuối cùng cả hai đã không thể xem suốt phim chiều hôm đó. Đến khoảng 5 giờ chiều, Đường vào phòng ngủ xem tình hình của vợ thì phát hiện cô không còn hơi thở, hốt hoảng gọi điện cho cấp cứu và báo cảnh sát. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện đầu và mặt của người đã chết bị xung huyết và sưng tấy, có một số vết tróc da trên đầu gối, các đặc điểm cơ bản phù hợp với sự hình thành của một cú ngã. Tuy nhiên, bác sĩ pháp y nhận thấy người chết có xuất hiện mẩn đỏ trên cổ và mặt và đây lại là đặc điểm của ngạt thở cơ học. Họ nghi ngờ rằng có uẩn khúc đằng sau cái chết đột ngột của chị Trương. Chồng của nạn nhân cho hay, hai ngày nay vợ anh đau bụng, đã uống một số loại thuốc. Anh nghi ngờ vợ nổi mẩn đỏ trên mặt là do dị ứng thuốc. Dù vậy, cảnh sát có một trực giác rằng nguyên nhân của những vết mẩn đỏ này phải là một cái gì khác. Khi hỏi thăm hàng xóm và bạn bè xung quanh, ai cũng nói rằng vợ chồng Trương Đường rất tình cảm và chưa bao giờ nghe cãi nhau. Có cơ sở nào để người chồng trở thành hung thủ trong vụ án này hay không? Thời điểm đó, bác sĩ pháp y quyết định mổ tử thi để tìm ra chính xác nguyên nhân tử vong. Cuối cùng, chứng cứ không thể nói dối. Các đặc điểm trên cơ quan nội tạng của nạn nhân cho thấy cô thật sự đã bị ngạt thở đến chết. Từ lời khai của Đường và chứng cứ ở hiện trường, cảnh sát đã tìm ra một sơ hở và trở thành chứng cứ quan trọng giúp họ vạch trần chân tướng kẻ sát nhân. Đường nói rằng sau khi đưa vợ vào phòng ngủ, anh đã ra phòng khách để lướt mạng. Các điều tra viên lập tức kiểm tra máy tính xách tay của Đường, nhưng họ phát hiện ra rằng máy tính của anh ta không có lịch sử trình duyệt vào chiều hôm xảy ra sự việc. Cảnh sát đã gửi máy tính đến bộ phận kỹ thuật, hy vọng khôi phục lại bản ghi ngày hôm đó. Không ngờ lại tìm thấy một điều không tưởng. Điều tra cho thấy lịch sử trình duyệt đã bị xóa và những thứ được tìm kiếm trên mạng trước đó đã thay đổi cục diện của vụ án. Trong phần lịch sử lướt mạng, Đường đã tìm thông tin về việc giết người bằng cách gây ngạt và con người bị ngạt trong bao lâu sẽ chết. Đối mặt với những chứng cứ không thể giải thích, nhưng Đường vẫn kiên quyết phủ nhận tội giết vợ. Mãi cho đến 15 tháng sau, trải qua nhiều lần thẩm vấn và tổng hợp lại chứng cứ quan trọng, Đường mới chịu thừa nhận mọi tội ác mình gây ra. Câu chuyện bi kịch từ cuộc hôn nhân, ai cũng nghĩ là hạnh phúc dần dần hé lộ. Đường nói rằng, vì Trương đã hy sinh rất nhiều trong cuộc hôn nhân này, nên anh ta luôn nghĩ mình mắc nợ vợ, cho rằng mình phải cố gắng cưng chiều và không nên cãi nhau với vợ. Có lẽ vì sự chiều chuộng nhẫn nhịn thái quá mà Trương ngày càng được nước làm tới. Sau khi kết hôn, thái độ của Trương càng lúc càng tệ. Cô ta cho rằng tiền mừng cưới do nhà họ Trương lấy hết là bất công nên thường xuyên kiếm cớ gây gổ với chồng. Không chỉ sỉ nhục bố mẹ chồng, Trương còn nhiều lần ra bạc tai Đường không một chút nể nang.
Con Jun xéo lắm cũng quằn, Đường nhường nhịn đến đâu thì cũng có giới hạn. Cảm thấy cuộc hôn nhân quá bế tắc, Đường đề nghị ly hôn để giải thoát cho cả hai. Trương nghe đề nghị xong, liền nổi cơn tam bành, lao vào đánh chồng, dùng dao dọa giết và còn nói rằng nếu anh dám ly hôn, tôi sẽ giết luôn bố mẹ anh. Đường là nhẫn nhục chịu đựng, nhưng trong thâm tâm anh đã quá chán ghét người phụ nữ này. Cho đến hôm xảy ra sự việc, hai vợ chồng lại xảy ra tranh cãi về chuyện tiền nong. Đường tức giận xông vào phòng tắm xô vợ xuống đất. Trương bị té liền nổi giận đùng đùng, vừa mắng vừa sỉ nhục Đường thậm tệ. Trong cơn nóng giận, Đường không muốn nghe thêm lời nào thốt ra từ miệng vợ nữa nên đã lấy tay bịt miệng cô ta lại. Vài phút sau thấy vợ nằm bất động, Đường bế vợ vào phòng ngủ đắp chăn lại. Đường lại lấy khăn giấy, thấm nước cho ướt, úp lên mặt vợ rồi bỏ ra phòng khách. Đến khi quay lại, thấy vợ mặt nổi mẩn đỏ và không còn hơi thở, Đường mới gọi điện thoại báo cảnh sát. Cuối cùng, Đường đã nhận mức án 15 năm tù giam, 5 năm tước quyền chính trị và bồi thường 700.000 tệ cho gia đình nạn nhân. Từ một tình yêu đẹp đẽ, trở thành nỗi uất hận bị đè nén trong lòng, để rồi dẫn đến hành vi tán tận lương tâm. Cái kết của đôi vợ chồng Trương Đường khiến cho mọi người thở dài trong tiếc nuối. Đi nhiều lắm rồi, nhưng đã bao giờ bạn thắc mắc tại sao những tòa nhà cao ốc hay trung tâm thương mại lại sử dụng cửa xoay mà không phải cánh cửa trượt, cửa đẩy nhỉ? Cái gì cũng có lý do của nó đấy. Tính tiện lợi. Những cánh cửa xoay giúp mọi người ra vào các tòa nhà dễ dàng và nhanh hơn. Bạn sẽ không phải đứng chờ người khác mở cửa để bạn bước vào trong. Thay vào đó, với việc sử dụng cửa xoay, vài người có thể đi ra và đi vào các tòa nhà cùng lúc. Không những thế, bạn sẽ không cần phải sử dụng tay để mở cửa. Thay vào đó, bạn hoàn toàn có thể sử dụng cả hai tay để xách hành lý, bước qua cửa dễ dàng. Cửa xoay giúp tiết kiệm năng lượng. Cửa xoay giúp tiết kiệm năng lượng dành cho việc điều hòa không khí. Khi bạn mở cánh cửa thông thường hay cửa trượt, lượng không khí thoát ra từ trong các tòa nhà này sẽ rất lớn. Trong khi đó, cửa xoay tự động lại có khả năng giữ lại hầu hết lượng không khí bên trong. Do đó, vào những ngày thời tiết nóng nực, khí lạnh từ điều hòa sẽ không bị bay quá nhiều ra bên ngoài. Các công ty có thể tiết kiệm được một khoản tiền kha khá trong việc chi trả tiêu thụ điện năng. Cửa xoay ngăn động vật chạy vào tòa nhà. Ngược dòng lịch sử, ý tưởng về những chiếc cửa xoay này được nghĩ ra bởi một người Mỹ, ông Theophilus Van Kennel, vào năm 1888. Ông bị ám ảnh bởi việc giữ cửa cho phụ nữ vào trước. Vì thế, ông đã phát họa ra bản vẽ có tên Storm Door Structure để xóa bỏ nỗi sợ hãi của mình. Bản vẽ đó chính là cơ sở để một chiếc cửa xoay ra đời. Và 10 năm sau đó, chiếc cửa xoay đầu tiên trên thế giới được đặt tại một nhà hàng trong quảng trường thời đại tại New York. Cũng có khá nhiều câu chuyện mà người Mỹ xưa chia sẻ nói rằng cửa xoay ra đời với mục đích ngăn những chú ngựa, động vật lạ chạy vào tòa nhà.